Ngày nào anh yêu em, anh đã quên trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hãy quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó. Em nghe không, mùa đông? Ngày nào ta xa nhau, em bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đình đời băng giá. Xưa hôn em một lần mà đau thương tràn lấp, anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp. Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi mùa đông của anh. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình. Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test con âm ly Anh Quốc Acam A60 cùng với đôi loa có thể gọi là như bút sale của Đức quý vị, Steinheider. Thì đôi loa này có một cái bass 20cm, một trung khoảng 8cm và một cái chép. Thì ba đường tiếng nha quý vị, thùng kính. Ở phía trên là đôi loa tắt, em có test rồi nha quý vị. Thì đây quý vị, thì đôi loa này nó có cái chiều cao là khoảng 45cm, chiều sâu là 20 và chiều ngang là khoảng 23-24cm nha quý vị. Thì đây quý vị, Steinheider ha. Thì đây là một dòng loa của Đức quý vị, có công suất là từ 50 cho đến 80W, trở kháng là 4 ohm. Đấy, trở kháng là 4 ohm. Thì nói chung nó đơn giản như vậy. Thì cái thùng này thì nói chung thì đẹp quý vị nha, màu đen. Nói chung là nguyên cái vàng này là hắc hết nha, hắc hết. Cái âm ly màu đen, cái loa cũng màu đen, cái loa trên cũng màu đen luôn, hắc hết, không có bạch trong đây luôn. Rồi, nói chung là thành quách góc cạnh là ok hết quý vị, liền lạc hết nha. Đấy, chạy xước thì có nhưng mà phải chịu thôi ha. Đây, thì đây là một thương hiệu đến từ Đức, sở hữu bass 20, một trung và một chép. Loa này có mức giá là 2,7 triệu thôi quý vị ơi, 2,7 triệu ở thời điểm hiện tại, giá rất là tốt luôn nha. Loa này thì lúc trước thì nó khoảng 3,5 triệu, đang giảm giá cho nó chống bớt quý vị. Thì đối với một đô la bass 20 giá 2,7 triệu thì thật sự là nó rẻ hơn một số cái loa Nhật đó quý vị. Nhưng mà cái chất âm của những dòng loa Đức thì quý vị biết rồi. Đấy, loa Nhật không thể nào sánh nổi nha, cái này khẳng định luôn. Đấy, đối với dòng nhạc nhẹ nhàng, đấy, dòng acoustic, dòng nhẹ nhàng, những dòng nhạc đồng quê, đấy, nhạc nước ngoài thì dòng loa châu Âu nó thể hiện đẳng cấp hơn nhiều nha quý vị. Ngay cả một số dòng nhạc vàng, một số thể loại nó thể hiện cũng rất là đặc biệt quý vị. Nó thể hiện cái tiếng quý vị nghe nó rất là đặc biệt, nó khác hẳn so với những dòng loa Nhật cổ. Thì với mức giá 2,7 triệu thì thật sự là khó tìm luôn quý vị, khó tìm luôn. Tìm được một đôi loa Nhật mà tầm giá ngang với nó mà giá hay hơn nó thì thật sự là khó lắm. Bass 20 nha, ở phía trong nó là lúc nãy em có tháo ra quý vị, nhưng mà tối rồi gặp cái bông của nó toàn là sợi thủy tinh không à, không có đụng vô, nó ngứa lắm. Bông vàng đó quý vị, bích thùng luôn nha, ba đường tiếng. Rồi em kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.